Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 đã thông qua 22 nghị quyết. Trong đó có nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh xuyên suốt giai đoạn 2022-2025. Sau những ảnh hưởng khốc liệt của đại dịch COVID-19, trong năm 2020-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 đã quyết nghị giảm 100% học phí cho học sinh mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở nhằm chia sẻ khó khăn với đại bộ phận người dân đang có con em học mầm non, trung học cơ sở. Tôi cùng với cái người dân ở đây rất là vui mừng và rất là biết ơn cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã chia sẻ và quan tâm những cái khó khăn cho cái người dân ở địa phương, đặc biệt là cái hậu quả của dịch Covid vừa qua. Cũng mong là các cấp trên cũng hỗ trợ cho và các năm sau này nữa, số tiền đó thì thực sự là cũng giúp ích cho các bé rất nhiều để mua tập vở và áo quần. Tôi có hai con trong độ tuổi học mà được cái chính sách cũng miễn giảm của ban ngành địa phương quan tâm thì đúng là rất là mừng. Cái sự hỗ trợ này góp phần rất lớn cho tất cả các phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn. Chính sách này tôi rất là đồng tình. Tôi thấy là mang tính nhân văn sâu sắc, giúp cho người dân trong lúc khó khăn ở địa bàn xã Hòa Long này thì giúp cho nhà trường chúng tôi thuận lợi hơn trong việc vận động trẻ ra lớp và thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi. Nhà trường cũng mừng vì là 3 năm học tới đây nhà trường không còn cái tình trạng là tổ chức vận động lập đoàn đi vận động những học sinh mà khó khăn có nguy cơ bỏ học đi học lại. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trẻ mầm non 5 tuổi được hưởng chính sách miễn học phí từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2023-2024. Học sinh trung học cơ sở được hưởng từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2024-2025. Chính sách hỗ trợ dành cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở đang học thực tế tại cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập được cấp phép. Để triển khai nghị quyết miễn học phí, dự kiến ngân sách tỉnh chi bù đắp cho hoạt động giáo dục cả giai đoạn 2022-2025 hơn 568 tỷ đồng, trong đó mức chi cho năm học 2022-2023 hơn 110 tỷ đồng.